Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Mình đang có mặt tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Đó, biển Mỹ Khê Đà Nẵng không quá đông người. Phía trên kia là một loạt các khách sạn, view biển. Đẹp chưa? Bên này là khu vực bên này là bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng. Bên này là khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng. Rồi khách sạn Koh Samia Hotel. Điểm đặc biệt của Đà Nẵng là có cái loại hình dù lượn, cano người ta chạy kéo theo dù bay trên biển đó. Dù lượn đó. Một cây dù như vậy là có thể đu được 2 người. Đó. Bán đảo Sơn Trà bao quanh một góc biển thành phố Đà Nẵng. Bên này có một số khách sạn đẹp, chẳng hạn như khách sạn Tua Rần này, thiết kế theo hình cánh buồm này. Rồi mấy tòa nhà xanh, chẳng hạn như tòa nhà Trích Len này. Đẹp chưa? Woo! Đẹp quá! Ở đây có một chiếc dù đang được chuẩn bị để bay. Một, hai, ba, chạy, chạy đi, chạy nhanh lên, chạy, chạy.
À, về cơ bản là khi so sánh với Cửa Lò ấy, thì mình thấy Đà Nẵng các loại hình dịch vụ du lịch nó nhiều hơn. Ngay cả những cái trò chơi trên biển ấy, là Đà Nẵng nó vẫn đa dạng hơn. Nó có thêm dù lượn này, rồi mô tô nước ở đây cũng nhiều này. Rồi phía ngoài bán đảo Sơn Trà ấy, thì người ta còn có dịch vụ lặn biển để ngắm san hô. Đó, khách sạn ở Đà Nẵng cũng đẹp hơn nữa. Khách sạn ở Đà Nẵng thì nó có vẻ xây kín hơn. Đó, khu vực này là có khách sạn Rosamia, khách sạn Seren, khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng. Riêng thành phố Đà Nẵng nó có tận mấy khách sạn Mường Thanh. Rồi dọc bờ biển đi từ Đà Nẵng về phía Hội An, mười mấy cái resort mọi người ạ, đếm không hết luôn. Có mấy anh châu Phi, hai đồng chí châu Phi.